Dimitri. Hello. Welcome. Remember me? Of course. Welcome back. Yeah. Good. Are you coming from Disneyland? Yes. Where are you coming from? New York? We come from New York. New York. We moved hotels. So. Okay. How long was the stay in Disneyland? Could be 1 month. Thank you so much for choosing us. Okay, anh này là cũng nhớ Thái Công kỳ trước ở đây. So, welcome to Baccarat Hotel Thái Công, chào các bạn. It's the Baccarat Hotel rất là lộng lẫy và Thái Công với Huy đã ở đây một lần rồi. So, nếu mà được thì có thể Thái Công ở đây một tháng để xem. Vô cái khách sạn super luxury thì nó hoàn toàn khác. Những cái chi tiết như thế này, tất cả là crystal, tất cả những crystal. Anh em hôm nay hai đứa áo sơ mi trắng. Ở đây cái gì cũng trắng hết trơn. Cái gì cũng trắng hết trơn. Trong khách sạn Baccarat thì nhiên phải có đèn Baccarat. Cái đèn này Thái Công dùng cho rất là nhiều cho công trình. Ở nhà Thái Công cũng treo mấy cái này. Rất là đẹp. So, đi cả ngày bây giờ Thái Công với Huy chuẩn bị đi ăn tối. Chắc trước khi ăn tối cho các bạn xem cái phòng này một chút ha. Những ngày mà ngủ ở khách sạn Baccarat thì Huy rất là mê cái ra giường ở đây và nó rất là sạch sẽ, nó ủi, rất là cứng, tất cả là màu trắng hết đó, và nó có một cái lằn màu trắng luôn. Ở trên đây thì hôm trước nếu mà ai đã xem cái phòng mà ở khách sạn Peninsula, anh Thái Công không thích lắm là tại vì những cái đồ của nó có vẻ hơi lỗi thời, thì ở bên Baccarat nó là một cái khác hẳn. Tất cả những cái đèn này nó cũng gắn trên đầu giường để tối nếu mà mình có nằm mình đọc sách hay là bấm điện thoại thì mình sẽ thấy có một cái ánh sáng và nó âm luôn ở trong cái giường luôn, và nhìn nó rất là hiện đại, và đồ nội thất ở đây thì nó rất là mới và sạch sẽ, nó không có bị cũ và cái kiểu giống như là công nghiệp, khách sạn công nghiệp như là ở Peninsula. Mặc dù là Peninsula là một cái khách sạn luôn nằm ở trong top ở những cái gọi là những cái advice khi mà đến New York, nhưng mà về cái nội thất khi mà Huy với Thái Công vào mà trải nghiệm thực tế thì nó không có được giống như là mình mong muốn. Và bình thường nếu mình ở trong cái phòng này á thì không biết để mấy cái vali ở đâu nữa, mà Thái Công với Huy đi cả tháng luôn, xách tới 4 cái vali này. Bởi vì mà nếu mà đi cái vali mà bình thường á thì không biết để đâu luôn, nó là xấu. Mà cái vali này nó thành cái nội thất mình luôn. Thái Công để đây nó thành cái bàn nha, cũng đẹp lắm. Vậy là mình đi đâu mình cứ đem cái nó mình đi theo. Ở khách sạn Baccarat thì một cái Huy cũng thấy thích nữa, đó là cái bàn side table này. Nó rất là bự. Và
nếu mà vì mình đã không có để đèn rời ra nữa thì ở trên nó có một cái đèn rất là hiện đại. Và ở đây có một cái bàn rất là bự, nhưng mà mặc dù cái bàn bự này nhưng mà ở dưới đây nó cũng có một cái hộc nữa. Và cái hộc này là để cho mình để đồ. Dạ, yeah, rất là tiện. Cái ly này là ở nhà Huy với anh Thái Công uống nước mỗi ngày luôn, nên là khi đi du lịch đó mình được uống trong cái ly quen thuộc của mình đó, mình thấy rất là thích. Ở đây thì ngày nào khi mà dọn phòng xong thì cũng có một cái hộp. Một cái hộp mà bên dưới bắt ra là chocolate. Em ăn cái đi. Thôi, em không ăn. Huy cũng không có ăn đồ ngọt nhiều á, nên là cái hộp này cứ để mới bữa giờ hoài. Chứ nếu ai ăn thì người ta sẽ feel một cái hộp mới. Còn Huy không ăn thì Huy cứ để đây. Lúc nào ở trên đầu giường cũng có một chai nước suối của Evian. À, nước suối rất là xịn. Cái sofa này thấy cảm thấy hơi bất tiện một chút xíu nha. Tại mình ngồi đây cái mình chỉ dòm vô trong thôi. Mình không có dòm ra ngoài được, cứ méo méo như vậy. Và cái này nó cũng che hết một phần của cái cửa sổ. Gặp thấy không là chắc để hai cái armchair. Một cái armchair ở đây, một cái armchair đối diện bên kia, cái bàn nhỏ chính giữa. Hai người ngồi, cũng dòm ra thì vô được, còn di chuyển được. Cái phong cách của khách sạn này người ta lấy cái ý tưởng của cái lâu đài của Baccarat hồi xưa, những cái thời khoảng 1600 mấy 1700 mấy, người ta dùng mấy cái cổ rất là nhiều. Vậy cái khách sạn nó dùng cái cổ này cứ lặp đi lặp lại hoài, cũng rất là hay ha. Và đối diện cái giường có một cái miếng gương bự thật bự. So tất cả thầy phong thủy Giang Nghĩa có nên để hay không? So, chắc nếu mà thầy phong thủy ở đây chắc giải nghĩa cũng hơi nhiều nha. Tại vì ở đây là miếng gương, và ở đây cũng miếng gương, và ở đây cũng miếng gương, ở đây cũng miếng gương. Cái phòng này toàn là miếng gương nhiều hết vậy đó. Rất là đẹp, nó rất là thoải mái, rất là thấy rộng rãi. Đâu có gì đâu, đúng không? À thôi, mình tin hay không tin thôi. Rồi, chắc là cái đề tài phong thủy mình bỏ qua. Nhưng mà đặc biệt á, là cái gương này á, là cái tivi luôn. Để thấy không, để cho các bạn xem. Nó thành một cái tivi luôn. Thầy cảm thích những mấy cái kỹ thuật mình xài nhưng mình không có thấy nó, nhưng mình cần nó thôi, nhưng mình không có thấy nó. Cái này là quá hay. Còn ban ngày thì mình tắt nó đi thì nó thành một cái viên gương trong phòng rất là bự. Ở đây có một cái tủ mini bar. Cái mini bar này hay một cái là không phải là view tiếp tục. Thường thường khách sạn đó là cái tủ này với cái tủ này đó là một. Nhưng mà cái chỗ này á, người ta để một cái tủ riêng rời vô. Và thưa quý vị, cái phòng Baccarat này không có đồ đóng nhiều. Có nghĩa là đây là tủ chày đóng thôi, nhưng mà cái này là đồ rời. Và cái tủ bar này cũng khá đẹp. Và tất cả trong đây dĩ nhiên là đồ ly của Baccarat. Thật sự lần đầu tiên mà duy nhất á, Thái Công mới thấy một cái khách sạn dùng tất cả ly bằng Baccarat hết. Tất cả hết. Chưa có cái khách sạn nào mà Thái Công ở mà cũng rất là mắc tiền luôn nha, mà chưa có khách sạn nào mà dùng pha lê, ly pha lê trong mini bar và cái ly xúc miệng bằng pha lê của Baccarat luôn. Thật sự là duy nhất luôn. Cái tủ lạnh này cũng rất là đặc biệt. Thật sự cái tủ lạnh này nó rất là sang luôn. Mở ra mình mở vô chứ mình không có khung xuống là mình mở cái cửa ra. Và cái này mình ở trên mình bỏ xuống. Và best champagne ở trong đây. Về khách sạn này rất là good taste. Crook. Kế rất đẹp ha. Ok. Về cái layout thì một cái layout rất là quen thuộc. Một bên sẽ là phòng vệ sinh và một bên là phòng tắm. Và chính giữa là lavabo. Rất là đẹp.
và tất cả khu phòng tắm ở đây đều được làm bằng đá marble màu trắng hết, rất là sạch. Baccarat nói chung là trong cái không gian nội thất thì màu chủ đạo đó là màu trắng, tất cả những cái tường cửa pano là màu trắng hết, và kết hợp với lại đèn của Baccarat và nội thất thì màu gỗ, là một cái phong cách rất là lạ và mới. Ở dưới đây sàn làm bằng sàn gỗ, cái màu này tương tự giống như ở nhà Huy đang ở. Và bên đây là và phòng vệ sinh, và phòng vệ sinh cũng làm bằng sàn gỗ luôn. Phòng vệ sinh cũng làm bằng sàn gỗ luôn, rất là khô thoáng, rất là sạch sẽ. Cái người mà thiết kế không gian này chắc cũng rất là thành điệu xài đồ luôn á, tại vì hai cái ô này rất là lợi ích. Bình thường đây cái chỗ phòng tắm không có biết chỗ mình để đồ luôn, cái mình để đầy lên chết hình như đây. Còn cái này hai cái ô này bên thấy còn để dầu thơm, kem đánh răng đủ chỗ rồi. Ở bên đây máy sấy tất cả tóc, và thêm cái bàn nhỏ này mình để thêm mấy cái đồ linh tinh thêm cũng quá đủ. Thấy có nghĩa là cái người thiết kế này là rất là biết dùng không gian là sao, tôi phải mới ra những cái chi tiết này. Dạ, và cái phòng tắm là một cái gương lùa, cái gương lùa vừa pano và vừa hiện đại với cái khung inox này rất kỳ đẹp. Và nếu ở trong mình đóng cửa lại thì thành một cái miếng gương rất là bự luôn, thành một không gian. Và cái phòng này hai người xài cũng không vấn đề, một người đi vệ sinh, một người đi tắm đứng, rất là thoải mái. Không muốn thì mở cái cửa này thôi. Và hai bên đây hai cái tủ quần áo. Cái lau này cũng là quen thuộc. Vô đây là phòng tắm, vệ sinh, tắm đứng riêng, lavabo. Ở đây hai cái tủ. Ở trong cái thiết kế trong cái căn phòng này thì Huy thấy nó cũng có rất là nhiều những cái lạ và độc đáo. Giống như là ở thành sau cái mảng tường này ấy, tất cả là làm bằng pano trắng hết và phong cách rất là cổ điển. Nhưng mà có một cái miếng làm bằng kim loại, bằng inox và vuông ở trên đầu giường, nằm khoảng 1/3 trong cái giường vào hai, và phần còn lại là nằm ở cái side table này. Nhìn nó rất là giống như là một cái phá cách ở trong thiết kế. Okay, bye bye. Tập gym ở khách sạn Baccarat. Wow, và bên đây là khu vực hồ bơi. Để quay cho mọi người xem một chút xíu. Hồ bơi đẹp không? Đã hả? Hồ bơi trong nhà quá đẹp. Ok, Huy sẽ quay lại sau nhé. Bây giờ đi tập gym nè. Yeah. Em bảo trời ơi, anh thấy con ở trên show nói về hồi sau này. I have to stay here. Yes. Em ở đây tại anh ạ. Yeah, oh, ok. Vậy là anh quảng cáo cho. Yeah, quảng cáo cho hồi sau. Anh đang quảng cáo cho nó nha. So em ở đây mấy đêm? Em ở đây 2 đêm. Yeah. Nhưng mà bây giờ em đi qua chỗ bữa anh nói đó. Edition. Edition, yes. Edition. Phòng nhỏ lắm nha. I know. Nhưng mà the view is bigger. Ok. Yeah, the view is bigger. Đúng đây không có view. Yes, the view over there as well. Okay. Yeah. Chỉ có cái phòng mà được ở trên đó, chỉ cái phòng đó nó có cái ban công. I plan to stay for 1 month. Oh, wow. Yeah. Ở đây vui hơn. Ở đây vui hơn với công việc không nhiều. Bây giờ anh tưởng là nhà báo đến, anh đang hẹn nhà báo. Oh. Anh tại sao anh không biết mặt nhà báo nữa.
Oh my god, yeah. It's so surprised. Yes, em coi YouTube every day. I'm like, maybe I'll see him in New York. Oh, yeah. I'm coming here. I'm like, maybe in this hotel. Nhưng mà em biết là em ăn ở bên hồi sau kia. Thank you. See, em gặp anh em nervous nè, mồ hôi tay đổ. Okay, just a second. Yeah, I love this hotel. Yes. Bây giờ check out em. Em đợi anh ở đây 2 ngày đó. Okay, chụp tấm hình nhé. Yeah, okay. Yeah. Okay. Tại anh nó bây giờ em xài nhiều thứ lắm nha. Yeah. Candle nè, perfumes nè, hotel nè. Copy anh đó. Oh, good. That's good. I'm so happy to see you. Có mồ hôi không? Thank you. Thầy Công đang chờ nhà báo đến ngồi ở đây 12 giờ. Và bây giờ đi đâu cũng có nhiều người Việt Nam nhiều không? Thì cái cô này cũng nói là có YouTube anh thấy bằng thấy anh nói về khách sạn này, người ta rất là inspire cuộc sống của anh nhiều, nói xài dầu thơm, xài nến thơm, kiểu phong cách giống hết. It's good, inspiring people. Yes, of course. Good morning. Morning everyone. So, Thái Công chào các bạn. Huy chào tất cả các bạn. Sáng qua ăn cũng ngon. Yeah, yeah, ngon. Chắc là mình xuống hồ bơi mình relax chút xíu ha. Yeah. Okay. See you later. Thiếu cái màn kéo lại. Giờ ở bên Hotel Cost có cái màn kéo lại được.
cái gì cũng pha lê hết trơn. Cái gương vừa đẹp mà. Em thích mấy cái gương trong không gian, nó làm thấy rất là sáng và rộng. Nhưng mà không có nhất thiết là mình phải làm cái tàu trong tường, làm cái gương rời thì em thấy đẹp. Hay giống như nhà của Sky Villa, làm cái gương mà mình chọn kiểu cổ điển. Sao như là kiểu hiện đại. Lịch sự lắm. Vậy tiện tôi là phải mặc cái jacket, không có nhất thiết mặc cả bạn, nhưng mà ít nhất một hơn một cái jacket. Chai Blanc de Blanc của Guina. Lâu không uống Guina. Ở Việt Nam Guina vì người ta không có nhập. Lâu rồi chưa uống thôi. Mình thường thì hay uống Guina hồng hoặc ba Li Pacara uống sâm băng. I love Blanc de Blanc.
Yep. It's not my fault. You've been lying, saying that I took away your peace. Drowning by yourself, now you wanna blame me. Like you have no options. I ain't take your options. Nah, I'm not the problem. Man, that's on you, yeah. You've been terrorizing me. Yeah, I'm always wrong. Tuna tata, tuna tata. Là là đang muốn gì? Dúng phù Rum cocktail. Bạn sẽ biết cái nhà hàng này người ta làm theo cái phong cách mà món ăn nhẹ nhàng thôi, chứ không phải là món ăn nặng nề. Có nghĩa là cái portion nó cũng khá nhỏ, cái món ăn nó rất là nhẹ. Vì sao thấy không thích mấy cái đèn baccarat? Các bạn thấy không? Ủa, không gian rất là lung linh và lộng lẫy. Còn cái đèn đó chắc là hơn 300.000 đô la. Để mình biết cái giá trị của nó, mình còn cảm giác nó lộng lẫy hơn nữa. Nhưng mà pha lê lúc nào nó đang không gian cũng lung linh ha. Đặc biệt là buổi tối. Và cái đèn pha lê này đặc biệt là người ta lấy cái đèn màu, cái spot màu đó, người ta chiếu nó vô. Đây là đổi màu được. Thì cái này không gian khách sạn, cái club được hơn. Nếu mà cái này thì mình không có adapt qua cái nhà tư nhân được. Chứ không phải là cái nào mà các bạn thấy trong khách sạn mình cũng đem về mình bắt chước mình làm y chang trong nhà mình là cũng cái điều sai lầm. Cái này giống như là một cái sân khấu, là một cái show nhiều hơn. Cái phòng này như là một cái show chứ không phải là một cái sân khấu và cái show chứ không phải là một cái ngôi nhà ở. Nhà ở thì nó phải là sensitive hơn, phải tỉ mỉ hơn. Đồ ăn ở đây thì cái portion nó khá là nhỏ. Thì là ăn lấy vị. Không, chứ mà em thấy nhỏ so với những cái chỗ khác thì nhưng mà cũng vừa đủ ăn. Medium rare mà sao hơi chín quá đấy. Nếu mà nhiều người không hiểu đến đây tưởng đây là một cái nhà hàng, nhưng mà đây là một cái phong cách giống gọi là một cái lounge. Cái lounge mình uống champagne, mình uống cocktail và mình có ăn những cái món nhỏ nhỏ này. Thật sự có thể là người nào không biết sẽ thấy rất là lạ. Mà cái đúng là cái phong cách này mà Thái Công cũng đang gây dựng cho cái GM Bomba ở Sài Gòn. Một cái lounge rất là nhỏ, rồi mấy cái ăn rất là ngon, rất là cao cấp. Nhưng mà cái portion, cái cách trưng bày nhỏ nhỏ vậy thôi. Thì không phải là ăn, nếu muốn no thì ăn rất là nhiều món để no. Nhưng mà hay không phải là một cái nhà hàng mà ăn rồi để no thật no không. Có là vừa enjoy cái không khí, uống champagne, uống rượu ngon mà ăn nhiều món cũng được nữa. Ví dụ theo Tây Ban Nha người ta gọi là tapas, thì giống như một mấy cái món tapas vậy. Như là gọi là French tapas. Dessert mà ăn một cái dĩa cheese plate là rất là phong cách của Pháp luôn. Có rất là nhiều loại cheese khác nhau. Cái món mà phô mai á, để kết thúc một cái bữa ăn á, thì giống như bên Pháp người ta nói là giống như nó khóa cái bao tử mình lại, nó đẩy cái bao tử lại, nó mới trọn vẹn được. Đó là một cái bữa ăn mà không có món cheese là không phải là một cái bữa ăn trọn vẹn. Thái Công có đọc bài cái comment nói là Thái Công lúc nào cũng mặc áo vest hết trơn. Mà các bạn thấy không, Thái Công mặc áo vest trong một không gian này giống như người khách khác người ta mặc áo vest, đó là một cái sự bình thường. Và Thái Công đã mặc cái áo vest này đã mấy chục năm nay, từ hồi nhỏ đến giờ. Nếu mình ngồi trong không gian này mình mặc áo vest đó là một cái sự bình thường, nó rất là thiệt. Chứ không phải là hôm nay tối nay mình đi ăn nhà hàng baccarat là mình nhìn cái áo vest lên là người ta nhìn vô thấy ồ cái hai người này chắc hôm nay bắt đầu chắc chuẩn bị lắm luôn á, mới đi ăn khách sạn baccarat để mặc áo vest lên.
Bây giờ Thái Công nói với các bạn là Thái Công khẳng định luôn á là Thái Công đi đâu cũng được chứ. Bây giờ đi đâu Thái Công mặc một sọt áo shirt cũng được luôn, hay đi ăn không gian sang trọng được. Cái đó là cái sự đa dạng trong cuộc sống. Mà khẳng định là Thái Công mọi hoàn cảnh nào Thái Công cũng sẽ đáp ứng được. Cái đó người ta cũng gọi là một cái người international class, international person. Đi hoàn cảnh nào chúng ta cũng được hết. Thái Công bây giờ đi qua Nhật ăn cũng được, đi qua Africa ăn cũng được, hay đi qua New York ngồi trong một không gian rất là đẹp, sang trọng. Những người sang trọng trong đây, Thái Công ăn được hết. Nếu các bạn muốn có một cái cuộc sống mà sang trọng, tinh tế, thì các bạn hãy bắt đầu từ ngày hôm nay với những cái sự yêu thích của mình, những cái phong cách ăn, đến cái phong cách uống, đến cái phong cách mặc đồ. Từ đó mình mới gây dựng lên một cái tương lai rất là dài. Có thể sau đó mình mới chuyển qua những con cái của mình, gia đình của mình. Và lúc đó mình không còn bỡ ngỡ nữa, mình đi mọi cách nào, hoàn cảnh nào chúng ta được đáp ứng được hết, mà không có một cái sự ngại ngùng. Cheers. Một cái phong cách sống cũng như là một cái tác phong sang trọng là một cái điều rất là khó, tại mình không phải là mình bỏ tiền ra mà mình có thể mua được. Và khi mà cái điều đó để mình đem vào trong một cái thiết kế sang trọng á, thì nó càng khó hơn. Nếu mà mình không hiểu cái phong cách này á, thì khi mà mình có thể là vẽ một cái tấm hình theo một cái phong cách sang trọng, nhưng mà nếu mà mình không hiểu đằng sau những cái ý nghĩa của những cái phong cách sống á, thì giống như là một cái người mà chưa bao giờ mặc áo vest, thì khi mà mặc áo vest thì cảm thấy rất là gò bó, chật chội và rất là khó chịu, và cảm giác rất là ngượng ngùng. Một cái hình ảnh Huy vẫn còn nhớ là khi mà Huy đi coi một cái show ca nhạc, và người ta phải bắt buộc là tất cả mọi người là phải mặc áo vest và mang giày. Thì và Huy có nhìn một vài, thấy một hình ảnh một vài người, Huy cảm giác như là từ cái bộ đồ của người ta và cái tác phong khi mà người ta mang đôi giày tây vào á, Huy cảm giác như đó là lần đầu tiên của người ta, và nó cảm giác rất là ngượng ngùng và ngại ngùng. Nó không có đi vào trong cái con người của cái người đó. Thì Huy hiểu được rằng là cái phong cách mình không thể nào mà mình có được trong một ngày, hai ngày được, mà nó phải là một cái quá trình, cả một cái cuộc sống của mình. Hành động hay là những cái hình ảnh của mình đó, nó có thể là đại diện cho cả một cái đất nước. Và Huy với anh Thái Công á, thì khi mà mình đi du lịch, mình làm gì á, thì mình, nếu mà ai hỏi mình đến từ đâu, thì mình cũng rất là tự hào nói là mình là người Việt Nam. Và Huy cũng muốn cho mọi người biết là ở Việt Nam mình cũng là một cái con người văn minh và hòa nhập với lại một cái cộng đồng của thế giới, chứ không phải là mình là một cái đất nước nhỏ và sống lạc loài. Cái phong cách sang trọng thực sự không có diễn được. Mình không có ngồi đây với bộ mình ấy, vì tôi diễn, tôi ngồi uống ly champagne sang trọng. Cái đó nhìn vô chúng ta sẽ biết liền. Tất cả nó thành một cái thói quen. Các bạn để ý thì siêu, các bạn mà đi ăn đám cưới, mà người nào mà chưa bao giờ mặc áo vest, mà bao giờ diện áo vest lên dạng đám cưới ở Việt Nam á, là các bạn thấy liền là tức. Vì đầu tiên là mấy cái áo vest nó không có vừa mặc, nó thấy như là đi quá trang vậy đó. Và vô cái chi tiết, cái đôi dài nó không hợp với cái áo vest, với cái đôi dớ nó cũng không hợp, cái dớ màu trắng nó không hợp. Các bạn hiểu ý thấy không mới không? Tất cả nó phải thành cái thói quen nó mới thiệt được. Thì cái phong cách thiết kế mà thất nó cũng y chang như vậy. Nếu mà người thiết kế mà chưa bao giờ ở trong một không gian sang trọng, thường xuyên cái không gian sang trọng này, mà chỉ thấy qua hình ảnh thôi, thì thiết kế nó giống như một cái người mà chưa bao giờ mặc áo vest, mà mặc áo vest đi đám cưới. Muốn thiết kế một không gian như vậy, chúng ta phải hiểu rất là rõ ràng. Cầm cái ly Baccarat, uống cái trong cái ly champagne, một cái ly của Guinness, cái hiểu đó là từ đâu ra, Blanc de Blanc là gì, cái rượu nho làm từ đâu ra, uống làm sao, và cái sự ngon trong chỏng mà ngồi trong cái không gian này. Một cái chai champagne này có thể là tới hơn một tháng lương của một cái người văn phòng ở Việt Nam. Bên đây là một cái lao khác của khách sạn luôn. Khi mà mình check in vô, trong lúc mà chờ đợi làm giấy tờ, có thể mình vào đây mình ngồi mình chờ đợi. Không phải là cái bình gì mà bự dữ. Dạ. Cái bình này là ở nhà Huy và anh Thái Công đang xài các bạn. Bình này ở trên bàn ăn.
Dạ, Huy rất là thích cái bình này. Cái bình này là có thể là một trong những cái bình bông của Baccarat mà dùng bình thường á, là mắc nhất. Các bạn thấy đây là một không gian không chỉ đẹp mà thật sự là rất là sang trọng và lộng lẫy luôn. Tất cả những cái chi tiết như là một cái đèn bàn nhìn thấy nó đơn giản đây thôi. Nguyên cái cục này là một cái cục pha lê của Baccarat. Vậy nó không có chỉ phải đẹp mà nó còn phải rất là lộng lẫy luôn á. Tức là những mấy cái bình bông này, mấy cái bình này không biết bao nhiêu tiền nha. Cái bình này thấy không, chưa bao giờ dùng cho một công trình nào hết á. Cái bình này chắc cũng phải mấy trăm ngàn đô la, mấy trăm ngàn. Đây là cái bình này chắc là limited edition ở dưới. Cái bình này chắc là limited edition. Ở dưới đây là chắc là làm, ở dưới đây làm bằng đá marble, ở trên là pha lê. Nội thất là như vậy thôi. Nội thất là vô giá. Và cái idea, cái ý tưởng mà làm một cái phòng mà gỗ mà nâu như vậy á, là cũng từ cái lịch sử của Baccarat có hơn 250 năm. Bởi vì người ta dùng những mấy cái màu gỗ nâu giống như vậy. Cái ngào gỗ rồi giống như bị smoke, bị khói lên, nó màu nâu đi. Thì tất cả những cái thiết kế nó phải có một cái nguồn gốc, một cái ý tưởng, nó có một cái cốt truyện, nó có một cái lịch sử. Thì nó mới thành đẹp được, mà nó mới ấn tượng được. Mấy cái ghế này cực kỳ đẹp, rất là chất lượng luôn. Một khách sạn mà dùng những cái nội thất này mới đúng là một khách sạn, gọi là không chỉ đẹp mà còn rất là sang trọng, rất là đầu tư rất là nhiều cho những cái ghế này cho khách ngồi. Ở đây tất cả những không gian được trang trí bằng đèn và đồ decor của Baccarat hết. Tất cả những cái sản phẩm này ai muốn tìm cái đến tiệm Thái Công ở Việt Nam. Cái khu vườn ba này cũng cực kỳ đẹp, rất là nhiều những cái đèn chùm bự nha. Đây những cái sản phẩm mà mình có ở nhà trong showroom mình có, mà đây là ở New York trong khách sạn mình có, tôi sẽ thấy cũng rất là tự hào, cũng thích thú ấy. Thì sao thấy không, đến đây giống như cảm giác mình đang ở nhà mình vậy đó. Tất cả những cái này ở nhà mình có cái trang như vậy luôn, bởi vậy thấy cũng rất là thích thú.